À, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mấy chú cháu sẽ làm món nướng cái giò heo này nha mọi người. Gia vị mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi, bây giờ chỉ cần ốp vô thôi. Mọi người cùng theo dõi mình nha. Để
da con này giòn chứ không giòn cái khúc, khúc dưới đó nó hơi khúc. Xin mời mọi người ạ. Mời mọi người nhấn vào theo nha. Nhấn vào. Giòn nè, cháu giòn cháu thấy. Cài chân miệng. Hai năm hai. Rất là giòn ha. Rồi bỏ lên trên kia đi. Rồi mình ăn mình dục lên ha. Để xích ra đống lửa nè. Nó khét, không quay khét. Không khét à. Rồi mà mọi người miếng da heo nè, heo nướng. Là heo. Giờ thâu khấu luôn không? Mọi người miếng da heo nha. Mà hấu quá. Cái này nè mọi người. Khổ quá. Mở mở nhỉ xuống khói. Rồi mời mọi người nha. Mời nghe mọi người. Đó. Có hết lớp vàng rồi cho mày ăn. Video mình kết thúc ở đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau nha. Tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.